ngày 20 tháng 9, phòng 7 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Hà Nội cho biết đang thực hiện tuần tra bằng mô tô đặc chủng, ghi hình các phương tiện vi phạm đi vào làn khẩn cấp tuyến đường cầu Thanh Trì, Vành Đai 3. Theo ghi nhận, sáng 20 tháng 9 có hàng chục trường hợp ô tô đi vào làn đường khẩn cấp tại Vành Đai 3 trên cao Hà Nội đã bị xử lý với mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Vành Đai 3 trên cao dài hơn 10 km, có điểm đầu tại nút giao Pháp Vân, quận Hoàng Mai và điểm cuối tại cầu Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Tuyến đường được thiết kế chuẩn cao tốc, có 3 làn xe mỗi bên, trong đó có một làn khẩn cấp được đưa vào hoạt động 10 năm qua. Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, thời gian thực hiện kế hoạch tuần tra kéo dài trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 đến 20 tháng 10, nhằm kiểm soát tình trạng ùn tắc giao thông tại tuyến đường này.